áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em đã đến với bài học môn lịch sử lớp 10 của chúng ta ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng nhau học, cùng nhau tìm hiểu xong phần 2. Chúng ta tìm hiểu về Việt Nam bắt đầu từ nguồn gốc cho đến đầu thế kỷ 19. Và trong một cái học phần mới trong chương trình lịch sử lớp 10 của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là phần 3. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về lịch sử thế giới, mà cụ thể ở đây đó chính là lịch sử thế giới trong thời kỳ cận đại. Trong chương 1, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cuộc cách mạng tư sản bắt đầu từ giữa thế kỷ 16 cho đến cuối thế kỷ 18. Và cuộc cách mạng đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là cuộc cách mạng Hà Lan và cuộc cách mạng Anh ở trong nội dung bài học số 29. Về nội dung bài học thì chúng ta sẽ có hai mục. Mục thứ nhất là về cách mạng Hà Lan và mục thứ hai là về cách mạng Anh. Tuy nhiên thì mục cách mạng Hà Lan thì đây là phần trong nội dung chương trình giảm tải, vì thế các bạn có thể đọc thêm trong sách giáo khoa. Vậy thì bài học của chúng ta hôm nay sẽ tập trung vào cuộc cách mạng tư sản Anh. Vậy thì cuộc cách mạng tư sản Anh chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu theo một cái tiến trình, đó chính là về tình hình nước Anh ở trước cách mạng. Tiếp theo là về diễn biến, về kết quả của cuộc cách mạng tư sản Anh. Và thứ ba là ý nghĩa và về tính chất của cuộc cách mạng tư sản này. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết của bài học. Đầu tiên là ý A nhỏ về tình hình nước Anh trước cách mạng. Tình hình nước Anh trước cách mạng thì chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên là về lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực kinh tế thì chúng ta thấy rằng nền kinh tế của nước Anh lúc này là một cái nền kinh tế phát triển bậc nhất ở châu Âu, với những cái biểu hiện như sau. Thứ nhất là về nông nghiệp. Về nông nghiệp thì có những cái chuyển biến mới, bởi vì trong nông nghiệp đã có sự xuất hiện của những cái phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà cụ thể ở đây là các quý tộc địa chủ có rất là nhiều ruộng đất, thì họ chuyển hướng kinh doanh, không còn sản xuất, không còn trồng trọt theo kiểu thuần nông như trước nữa, mà họ sẽ thực hiện việc biến ruộng đất của mình thành các đồng cỏ để có thể thực hiện việc nuôi cừu để lấy lông. Vậy thì nguyên nhân tại sao lại xuất phát để có thể chuyển hướng kinh doanh như vậy? Thì nó đã xuất phát từ cái sự phát triển của ngành thủ công nghiệp, đặc biệt là thủ công nghiệp len dạ. Từ cái việc là phát triển của thủ công nghiệp len dạ thì đã đặt ra những cái nhu cầu rất là lớn đối với lông cừu để phục vụ cho cái ngành thủ công nghiệp len dạ. Chính vì thế nên khi đã nhận thức được một cái đổi mới của thị trường, của những cái nhu cầu mới, thì các quý tộc của cái ngành nông nghiệp thì đã chuyển hướng kinh doanh để có thể biến những cái ruộng đất của mình để thành đồng cỏ, để có thể thực hiện việc nuôi cừu để lấy lông, mà chúng ta thường hay gọi đó chính là việc rào đất cướp ruộng. Tiếp theo, đối với ngành công nghiệp. Công nghiệp ở đây thì những cái việc sản xuất, những cái hoạt động sản xuất trong công trường thủ công đã chiếm những cái ưu thế rất là nhiều, ưu thế lớn hơn so với cái sản xuất ở trong phường hội như lúc trước. Hơn hết thì từ cái sự phát triển của nông nghiệp thì chúng ta biết rồi, đó chính là sự phát triển của nhu cầu về len dạ, đúng không ạ? Và chính vì thế cho nên là chúng ta thấy rằng cái ngành thủ công nghiệp, đặc biệt là thủ công nghiệp len dạ, nó đây là một cái ngành kinh tế mà có đem lại rất là nhiều những cái lợi nhuận và nó phát triển rất là cao. Những cái mặt hàng len dạ của nước Anh lúc bấy giờ không chỉ đáp ứng những cái nhu cầu ở trong nước, mà còn đó là những cái mặt hàng để có thể xuất khẩu sang các nước khác như là Italia hay là Đức hay là Mỹ v.v. Đây là những cái mặt hàng rất là chiếm những ưu thế rất là cao. Bên cạnh đó thì các mặt hàng thủ công khác, ví dụ như làm giấy hay là làm thủy tinh v.v. đều là những cái ngành thủ công nghiệp vừa mới ra đời, tuy nhiên đã có sự phát triển rất là mạnh mẽ ở dưới tình hình nước Anh lúc bấy giờ. Tiếp theo, đối với tình hình thương nghiệp. Thương nghiệp ở đây thì cũng từ cái sự phát triển của thủ công nghiệp, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là thương nghiệp ở nước Anh trong cái thời kỳ này cũng đã phát triển rất là nhiều. Nước Anh đã mở rộng buôn bán rất là rộng lớn đến Bắc Âu, đến cả châu Mỹ. Những cái mặt hàng chủ yếu của nước Anh chiếm được rất là nhiều những cái ưa chuộng, như là việc buôn bán len dạ hay là việc buôn bán nô lệ da đen. Tuy nhiên thì nhà nước
Dưới cái sự trị vì của vua Sắc Lâm I thì vua Sắc Lâm I đã đưa ra rất là nhiều những cái chính sách về việc thu thuế, đưa ra rất là nhiều những cái chính sách mới về việc thuế hay là muốn nắm độc quyền về thương mại. Chính vì thế cho nên đây là những cái cản trở của cái sự phát triển thương nghiệp ở đây. Như vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau khái quát một số những cái đặc điểm về tình hình phát triển của kinh tế. Tiếp theo đối với chính trị, chính trị của nước Anh thì nó vẫn đang nằm trong một cái thể chế, đó là thể chế quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Charles I. Với vua Charles I sau khi mà lên ngôi thì đã bộc lộ những cái điểm độc đoán của mình, khi ông đã yêu cầu rất là nhiều lần việc giải tán quốc hội bởi vì quốc hội không đáp ứng những cái nhu cầu của ông, không phê duyệt ông về những cái chính sách về việc thu thuế của mình. Và chính vì thế nên là vua Charles I đã tạo nên rất là nhiều những cái mâu thuẫn không chỉ với quốc hội mà còn bởi với những cái quần chúng nhân dân lao động cực khổ. Tiếp theo về tình hình xã hội. Tình hình xã hội thì dưới sự phát triển của nông nghiệp cũng như là của thủ công nghiệp thì xã hội cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định. Thứ nhất là bên cạnh những cái tầng lớp cũ, ví dụ như là địa chủ đúng không ạ, địa chủ phong kiến vân vân, thì đã xuất hiện những cái tầng lớp mới. Đó chính là tư sản và quý tộc mới. Về cái tầng lớp quý tộc mới thì chúng ta biết rồi, nó sẽ xuất phát từ cái việc là cái ngành nông nghiệp của chúng ta phát triển theo hướng sản xuất theo hướng kinh tế tư bản chủ nghĩa, thì các quý tộc phong kiến đã thực hiện việc rào đất cướp ruộng và chuyển hướng kinh doanh để có thể tạo nên những cái đồng cỏ để nuôi cừu, và cái bộ phận này đã trở thành tầng lớp quý tộc mới. Bên cạnh đó thì cũng đã sản sinh ra một tầng lớp mới, đó chính là tầng lớp tư sản. Và hai cái tầng lớp này thì có chung một cái quyền lợi về kinh tế. Chính vì thế cho nên là đã liên kết lại với nhau để có thể chống lại những cái thế lực phong kiến phản động mà ở đây đứng đầu là nhà vua Charles I. Như vậy thì chúng ta từ những cái việc phân tích như vậy, chúng ta có thể thấy rằng nước Anh trước cách mạng đang tồn tại những cái mâu thuẫn. Tồn tại ba mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất về nông dân với phong kiến, mâu thuẫn thứ hai về tư sản quý tộc mới với phong kiến, và mâu thuẫn thứ ba đó chính là tư sản quý tộc mới với nông dân. Và chúng ta thấy rằng nước Anh đang đứng trước một cuộc cách mạng. Và nước Anh ở đây đã phải đưa ra những cái yêu cầu như thế nào? Thì yêu cầu cấp thiết lúc bấy giờ của nước Anh đó chính là cần phải lật đổ cái chế độ phong kiến và cần phải mở đường, tạo những cái điều kiện nhất định, tạo những cái điều kiện tốt nhất để cho kinh tế tư bản chủ nghĩa có thể phát triển. Bên cạnh đó thì cần phải giải quyết những cái vấn đề ruộng đất cho nông dân. Vậy thì từ những cái phân tích như vậy thì chúng ta đã có thể rút ra được những cái nguyên nhân để bùng nổ của cách mạng này. Về nguyên nhân bùng nổ thì chúng ta sẽ xét trên hai phương diện là nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp. Thứ nhất là về nguyên nhân sâu xa. Về nguyên nhân sâu xa thì chúng ta có thể thấy rằng là một cái mâu thuẫn đang âm ỉ ở trong cái nước Anh trước cách mạng. Đó chính là mâu thuẫn giữa những cái lực lượng sản xuất mới của cái phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cùng với quan hệ sản xuất phong kiến là cái quan hệ sản xuất cũ. Đây là một cái mâu thuẫn tiềm tàng ở trong cái xã hội của nước Anh trước cách mạng. Và cái nguyên nhân trực tiếp của chúng ta sẽ liên quan trực tiếp đến những hành động của vua Charles I. Ở đây chúng ta có thể nhắc đến sự kiện tháng 4 năm 1640. Thì vua đã triệu tập quốc hội để có thể thông qua những cái chính sách về việc tăng thuế của mình. Tuy nhiên thì quốc hội đã không đồng ý và không thông qua những cái chính sách đó. Và ngược lại thì còn công kích lại nhà vua. Và chính vì thế cho nên vua Charles I đã cho rằng cần phải dùng vũ lực để có thể trừng phạt lại quốc hội. Và chính vì thế nên quốc đen Charles I đã chạy lên Bắc London để có thể chuẩn bị lực lượng. Vào tháng 8 năm 1642 thì vua đã chính thức tuyên chiến với quốc hội và từ đây cách mạng đã được bùng nổ. Vậy thì cuộc cách mạng này diễn ra với những cái tiến trình như thế nào, với những cái sự kiện như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang mục B nhỏ về diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng tư sản nước Anh. Và để tìm hiểu cho mục diễn biến và kết quả thì các bạn có thể liệt kê những cái sự kiện chính vào trong một cái bảng thống kê về diễn biến của cuộc cách mạng tư sản Anh. Và bảng thống kê này sẽ có hai nội dung, về sự kiện và về nội dung. Và sự kiện đầu tiên mà chúng ta có thể nhắc đến là sự kiện vào tháng 8 năm 1642, khi mà vua Charles I đã bắt đầu tuyên chiến với quốc hội. Và vào cái giai đoạn từ năm 1642 cho đến năm 1648
thì giai đoạn này đã diễn ra cái cuộc nội chiến giữa nhà vua và quốc hội. Trong giai đoạn đầu thì cái lực lượng quân đội của nhà vua với những cái ưu thế sẵn có của mình thì cũng đã giành những cái thắng lợi ở trên chiến trường, và quân đội của quốc hội thì vì chưa có nhiều những cái kinh nghiệm chiến đấu nên trong giai đoạn đầu này đã gặp nhiều thất bại. Tuy nhiên thì với sự lãnh đạo của Oliver Cromwell thì đã làm lật ngược lại cái tình thế. Oliver Cromwell đã đưa ra những sáng kiến để thành lập một cái quân đội dưới những cái lực lượng nòng cốt là nông dân, là thợ thủ công, là công nhân vân vân. Và lực lượng quân đội này phải là lực lượng được đào tạo tinh nhuệ, có những cái tinh thần chiến đấu rất là cao. Và từ những cái sự lãnh đạo của Oliver Cromwell thì đã tạo nên những cái chiến thắng của quân đội quốc hội so với quân đội nhà vua. Và cho đến năm 1645 thì quân đội của quốc hội đã tạo nên rất là nhiều những cái chiến thắng ở trên chiến trường. Và chính vì thế nên là đã làm cho quân đội của nhà vua tan vỡ. Và nhà vua lúc này phải chạy lên vùng Scotland. Ở Scotland thì nhà vua đã bị quần chúng nhân dân bắt lại và giao cho quốc hội. Và trước những cái sức ép của quần chúng nhân dân thì vào ngày 30 tháng 1 năm 1649 thì vua Charles I đã bị xử tử. Và cái sự kiện này được coi như là đỉnh cao của cuộc cách mạng. Thì vào tháng 2 năm 1649 thì nước Anh đã tuyên bố là xóa bỏ cái chế độ phong kiến và nước Anh trở thành một nước cộng hòa. Và tiếp theo một sự kiện nữa mà chúng ta có thể nhắc đến đó chính là sự kiện vào năm 1653. Thì ở nước Anh đã thiết lập một cái thể chế mới, đó chính là thiết lập một cái nền độc tài chuyên chính. Là bởi vì sau khi vua Charles bị xử tử, một cái nền cộng hòa được ra đời, thì để bảo hộ cho những cái quyền lợi của mình thì tư sản và quý tộc mới đã giao lại chính quyền cho Oliver Cromwell. Và Oliver Cromwell thì lúc này đã thiết lập một cái nền độc tài chuyên chính và đứng đầu là Oliver Cromwell. Sau đó thì Oliver Cromwell đã mất thì một lần nữa tư sản và quý tộc mới lại có một cái sự chuyển biến mới ở trong tư tưởng. Họ bắt đầu bảo hóa hơn và tiến hành thỏa hiệp với cái tầng lớp phong kiến cũ. Và chính vì thế cho nên là vào năm 1688 thì quốc hội đã làm chính biến và thiết lập một cái thể chế, đó chính là thể chế quân chủ lập hiến. Thể chế quân chủ lập hiến có nghĩa là vẫn tồn tại nhà vua, tuy nhiên thì nhà vua thì không có quyền mà quyền hành sẽ nằm trong tay quốc hội. Và các bạn có thể thấy rằng là cho đến ngày nay thì nước Anh vẫn đang nằm trong một thể chế là quân chủ lập hiến. Chúng ta vẫn còn thấy tồn tại của nữ hoàng Anh, đúng không ạ? Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau liệt kê được một số những cái sự kiện ở trong cuộc diễn biến của cuộc cách mạng tư sản Anh. Thì về cuộc cách mạng tư sản Anh thì cô có một cái sơ đồ để chúng ta nói về cái tiến trình cách mạng như sau. Đầu tiên là vào năm 1642 khi chúng ta thấy rằng là vua Charles I bắt đầu tuyên chiến với quốc hội, mở đầu cho cái cuộc cách mạng tư sản. Sau đó vào năm 1649 thì vua Charles I bị xử tử và nước Anh đã thiết lập một cái nền cộng hòa, và đây được coi như là đỉnh cao của cuộc cách mạng. Sau đó thì vào năm 1653 thì quý tộc và tư sản, quý tộc mới và tư sản đã trao lại quyền hành, trao lại nhà nước cho Oliver Cromwell và để thiết lập một cái nền độc tài quân sự. Sau đó khi mà Oliver Cromwell đã mất thì vào năm 1658 nước Anh rơi vào một cái tình trạng khủng hoảng về mọi mặt. Và chính vì thế cho nên là quốc hội đã bắt đầu thỏa hiệp và thực hiện chính biến vào năm 1688 để thiết lập một cái chế độ, đó chính là chế độ quân chủ lập hiến. Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy được một cái tiến trình cách mạng của nước Anh thông qua các sự kiện chính này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về rút ra những cái ý nghĩa và cái tính chất của cuộc cách mạng tư sản Anh. Đầu tiên là về ý nghĩa. Ý nghĩa chúng ta thấy rằng vua Charles I đã bị xử tử và chúng ta biết rằng là chế độ phong kiến bắt đầu bị lật đổ, và lúc này thì đã tạo những cái điều kiện để cho tư bản chủ nghĩa có thể phát triển, và hơn hết thì nó đã mở ra một cái thời kỳ quá độ từ phong kiến sang chế độ tư bản. Ở đây là đây cũng được xem như là một trong hai cái cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giới. Tiếp theo, về tính chất thì ở đây chúng ta có thể rút ra đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
Ở đây chúng ta nhắc đến một cái khái niệm mới, đó chính là cái khái niệm cách mạng tư sản. Vậy thì cách mạng tư sản là như thế nào? Thì các bạn có thể quan sát về cách mạng tư sản, những cái khái niệm của cách mạng tư sản mà cô đã thống kê ở đây. Thì cách mạng tư sản các bạn có thể học, có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên chúng ta đưa ra đó chính là theo nghĩa hẹp. Theo nghĩa hẹp thì chúng ta thấy rằng cuộc cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo và nhằm lật đổ cái chế độ phong kiến, lỗi thời, lạc hậu với sự tham gia của quần chúng nhân dân, của đông đảo quần chúng nhân dân để có thể là thiết lập và tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển. Đây là một cái khái niệm đầy đủ của cách mạng tư sản theo nghĩa hẹp. Còn đối với nghĩa rộng thì chúng ta thấy rằng cách mạng tư sản nó sẽ là một cuộc cách mạng nhằm lật đổ, nhằm xóa bỏ những cái rào cản để có thể mở đường cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. Đây là những cái khái niệm về cách mạng tư sản chúng ta có thể hiểu theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Và hai cái khái niệm này thì các bạn có thể áp dụng để chúng ta tìm hiểu vào những cái bài học tiếp theo về những cái cuộc cách mạng tư sản tiếp theo để chúng ta có thể đánh giá được về những cái cuộc cách mạng tư sản đó. Và như vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nhận xét, đó chính là chúng ta nhận xét rằng cuộc cách mạng tư sản Anh mang một cái tính chất là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Vậy thì tại sao chúng ta lại nói rằng cuộc cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng không triệt để? Thì chúng ta cần phải so sánh lại với nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản trước khi mà cuộc cách mạng này đã bùng nổ. Chúng ta thấy rằng là cuộc cách mạng này, cuộc cách mạng ở nước Anh thì với nhiệm vụ ban đầu đấy chính là lật đổ chế độ phong kiến và giải quyết những cái vấn đề ruộng đất cho nông dân. Về cái nhiệm vụ đầu tiên về lật đổ chế độ phong kiến, chúng ta thấy rằng là cuộc cách mạng tư sản Anh đã làm được điều đó. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà chúng ta thấy rằng diễn ra cuộc cách mạng này thì những cái vấn đề về ruộng đất cho nông dân vẫn chưa được đề cập đến và chưa được giải quyết, đúng không ạ? Và hơn hết thì để bảo vệ những cái quyền lợi của mình thì tư sản và quý tộc mới đã thiết lập một cái chế độ, đó chính là thế chế độ quân chủ lập hiến vẫn còn tồn tại, vẫn còn tàn dư của cái chế độ phong kiến. Và chính vì thế cho nên là chúng ta nhận xét rằng đây là một cuộc cách mạng không triệt để. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được những cái nội dung cơ bản, những kiến thức cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh. Và để luyện tập và củng cố cho bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu hỏi số 1 về hiện tượng cừu ăn thịt người là quan hệ, là hệ quả của quá trình nào diễn ra ở nước Anh? Ý A, rào đất cướp ruộng. Ý B, phân hóa giai cấp. Ý C, nông thôn hóa. Và ý D, tư sản hóa. Và để trả lời cho câu hỏi này thì chắc hẳn các bạn cũng đã liên tưởng đến câu hỏi này sẽ thuộc phần kiến thức nào rồi đúng không? Đó chính là thuộc phần kiến thức về tình hình nước Anh trước cách mạng, mà cụ thể ở đây là trong lĩnh vực kinh tế, trong cái phần sự phát triển của nông nghiệp, đúng không ạ? Ở nông nghiệp ở nước Anh thì đã diễn ra một cái hiện tượng, đó chính là cừu ăn thịt người. Quý tộc phong kiến bắt đầu chuyển hóa kinh doanh, biến những cái đồng cỏ, biến những cái ruộng đất của mình để thành đồng cỏ và thực hiện việc nuôi cừu để lấy lông. Và cái thực hiện cái quá trình này, cái hiện tượng này là cái hệ quả của cái quá trình rào đất cướp ruộng ở nước Anh, đúng không ạ? Và chính vì thế cho nên là đáp án A sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2. Một số những cái địa chủ phong kiến ở nước Anh đã chuyển hướng sản xuất theo lối tư bản chủ nghĩa và trở thành tầng lớp nào? Ý A, tư sản công nghiệp. Ý B, tư sản nông nghiệp. Ý C, địa chủ mới. Và ý D, quý tộc mới. Đây lại là một câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức của nông nghiệp, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là địa chủ phong kiến chuyển hướng kinh doanh để có thể thực hiện việc rào đất cướp ruộng, nuôi cừu lấy lông thì đã trở thành một cái tầng lớp mới, đó chính là tầng lớp quý tộc mới, đúng không ạ? Quý tộc mới. Và đáp án D sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Ý nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng tư sản Anh? Ý A, lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời ở nước Anh. Ý B, tạo điều kiện cho nước Anh có thể mở rộng việc xâm chiếm thuộc địa. Ý C, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Và ý D, giải quyết cái vấn đề ruộng đất cho người nông dân. Ở đây khi chúng ta nói về nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản Anh, chúng ta thấy rằng là trước những cái tình hình của nước Anh trước cách mạng
thì nước Anh đã phải đặt ra những cái yêu cầu mới như là việc lật đổ chế độ phong kiến để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, và hơn hết là giải quyết những cái vấn đề ruộng đất cho người nông dân. Và ở đây thì sau khi quan sát tất cả những cái đáp án này thì chắc hẳn các bạn cũng đã có những cái đáp án riêng của mình rồi. Vậy thì trong tất cả các đáp án này thì chúng ta thấy rằng là cái đáp án về sự tạo điều kiện cho nước Anh có thể mở rộng xâm chiếm thuộc địa, đây là một cái đáp án mà không phải là một cái nhiệm vụ của các mạng tư sản Anh, đúng không ạ? Và đáp án B sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4. Cuộc cách mạng tư sản Anh đã đạt đến đỉnh cao và trong cái thời gian nào và nó sẽ tương ứng với sự kiện nào? Ý A, năm 1648 khi mà vua Charles I bị quốc hội đánh bại. Ý B, năm 1649 khi vua Charles I bị xử tử. Ý C, năm 1658 khi mà thiết lập được một chế độ quân chủ. Và ý D, năm 1688 khi Wilhelm Orange đã bắt đầu lên ngôi. Thì như cô đã cùng các bạn tìm hiểu trong cái mục tiến trình của cách mạng của cách mạng tư sản Anh, chúng ta thấy rằng là trong cái tiến trình đó thì đã có một cái sự kiện gọi là đỉnh cao của cuộc cách mạng, đúng không ạ? Vậy thì sự kiện đó sẽ là cái sự kiện gắn liền với việc là lật đổ được chế độ phong kiến. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự kiện lật đổ chế độ phong kiến sẽ là sự kiện vào năm 1649 thì vua Charles I đã bị xử tử. Và đây được coi là một cái sự kiện đỉnh cao của cuộc cách mạng tư sản Anh. Và đáp án B sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 4. Câu hỏi số 5. Cuộc cách mạng tư sản Anh vào năm 1640 thì đây là một cuộc cách mạng không triệt để vì ý A, không thiết lập được chế độ Cộng hòa. Ý B, đã lật đổ hoàn toàn được chế độ phong kiến Anh. Ý C, mở đường cho chủ nghĩa tư bản Anh phát triển. Và ý D là không xóa bỏ hết tàn dư của chế độ phong kiến. Ở đây thì cũng giống như là vừa rồi cô đã giải thích với các bạn về cái việc là chúng ta tại sao chúng ta lại nói cuộc cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ gắn liền với những cái nhiệm vụ trước đó. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhận định rằng đây là một cuộc cách mạng không triệt để, đặc biệt là với nước Anh, chúng ta thấy rằng là sau cuộc cách mạng này thì những cái vấn đề về giải quyết ruộng đất cho nông dân vẫn chưa được thực hiện này. Và hơn hết là những cái tàn dư của chế độ phong kiến thì vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Và chính vì thế cho nên ý D sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 5. Và câu hỏi số 5 cũng chính là câu hỏi cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những nội dung bài học lần sau về những cái cuộc cách mạng tư sản tiếp nữa ở sau cuộc cách mạng tư sản Anh. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học viện rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.